Xin mời các bạn cùng lắng nghe lời Chúa. Thứ tư trong tuần thứ 29, mùa thường niên ngày 23 tháng 10 năm 2024. Khi ấy, Chúa giê -xu phán cùng các môn đệ rằng, các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng, vì giờ nào các con không ngờ, thì con người sẽ đến. Phê-rô thưa người rằng, lạy thầy, thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người chúa phán vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình để đến giờ phân phát lúa thóc cho họ phúc cho đầy tớ đó khi chủ về thấy nó đang làm như vậy thầy bảo thật các con chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản của mình nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng chủ tôi về muộn nên đánh đập tớ trai tớ gái ăn uống say sưa chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ vào giờ nó không biết chủ sẽ loại trừ nó và bắt nó chung số phận với những kẻ bất chung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng và không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều và đã giao phó cho ai nhiều thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn. Tạ ơn Chúa. Xin mời các bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng nghe để lời chúa được lan tỏa khắp mọi nơi cảm ơn các bạn nhiều